Dạ, chuyện của bạn gái chị. Cùng lùng u u mà tóc mấy ngố vậy chị. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước, đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Cặp đầu tiên chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ để cặp thứ hai xem sao nha. Kéo màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Văn Lên ạ. Phạm Văn Lên. Dạ. Chứ không phải xuống ha. Dạ không. Làm nghề gì? Dạ, em hiện giờ em đang là kỹ sư điện ạ. À, em nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi chị. Em đến từ Hậu Giang á chị. Hậu Giang. Dạ, hồi sáng 4 giờ là em lên rồi đó chị. Cực khổ quá. Khổ quá ha. Rồi, mời bạn nữ. Em có quà tặng chị. Chị hả? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, thích quá. Dạ, em chào chị, em chào khán giả và em chào anh Quyền Linh và anh bên kia. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Quy, em năm nay 26 tuổi. Em làm kỹ thuật trong công ty thời trang. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên với Hậu Giang. Chà, chà sao nó cách trở quá nhờ. Trắc trở à, đi chuyển công tác xuống Hậu Giang được không? Nếu mà ở dưới đó có công việc phù hợp. Có nghĩa là nếu mà có công việc ổn định với Hậu Giang thì mình cũng sẽ đi. Dạ. Ha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Rồi, mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, là điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nấu ăn thì cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước. Đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Nhiều khi đi bật điên lên á thì cũng quậy phá rồi này nọ. Quậy phá là làm gì? Có thể là gào rú lên hoặc là đập phá gì đó. Rồi lúc đó có ai xung quanh không? Hy vọng là không. Nói chứ bạn nam ơi, nghe bạn nữ ở cách xa nhau quá thì bạn cảm thấy như thế nào? À, không sao đâu chị, người ta nói là thương nhau mấy nước cũng chèo mà chị. Bạn có bao nhiêu mối tình từ xưa tới giờ rồi? Dạ cũng ít nè. Ít là nhiêu? Dạ có hai thôi chị. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Dạ là do là cái bạn, hai bạn đó có chồng bỏ em. Không sao vậy, ta bỏ lần lượt hết người này đến người khác vậy? Dạ do em coi em đi học em cũng mới ra trường đi làm á, gặp bạn đó nghe lời gia đình á rồi lấy chồng. À, bạn nữ có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình ạ. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây chắc cũng 3 năm, 4 năm gì. Lý do? Do là bạn đó cũng còn trẻ á. Rồi em muốn một người gọi là chững chạc. Hình như bạn trai bên kia 25 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhỏ hơn em 1 tuổi đó, em có vấn đề gì không? Nhiều người rất là nhỏ tuổi nhưng mà người ta vẫn có bản lĩnh của những cái người đàn ông lớn tuổi. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Em cũng không đặt gì nhiều nhưng mà đừng có gia trưởng. Mẫu người của em mơ ước là Lee Min Ho á chị. Cũng ước ít quá ha. Ở đây có hô không em? Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Không thích mà đập vô là em thấy dội liền á. Là móng tay móng chân mà nó dính dơ á chị. Xe bằng tay ra, xe bằng tay ra coi. Gì nữa? Bụng phệ. Nhiều đó. Nhiều quá đủ rồi ha. Dạ. Lee Min Ho phải không? Rồi qua coi coi. Hô hô. Hôm nay có hô thôi. Dạ em chào chị ạ. Liêm ngon lành. Dạ. Cũng không phệ. Đẹp chắc. Cũng cao à? Cao nhiêu? Cao nhiêu? Dạ 1m7 chị. Được. Em thích chuẩn người bạn gái như thế nào? Dạ chuẩn người bạn gái chị. Cùng lùng u u mà tóc mấy ngố á chị. Ê, u u là sao? Ừ. Cái vụ u u là hơi tròn tròn chút xíu á chị. Thôi nó múp mụm mỉm ai nó u u dùng cái từ u u tưởng đâu người giống như cái bánh u. Bao lâu đám cưới được? Nghĩa là bạn nữ đồng ý thì cũng có thể. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Cũng có chuẩn bị tinh thần thì nó cũng đầy đủ rồi. Với lại cũng chuẩn bị một phần nào đó, mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tiếp. À, coi như là mình chuẩn bị ít rồi mẹ phụ. Dạ. Một phần nữa phải không? À đúng rồi chị. Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ nếu hẹn hò một người ở dưới đó, người trên này hẹn hò sao? Mình sắp xếp công việc thì bạn đó cũng làm ở đây rồi, em cũng chuẩn bị về làm lại chị. Mình ở đây thì mình có thời gian nhiều hơn. Thì giai đoạn đầu tiên này là gì? Dạ. Mà mới bấm nút xong nè, là cái đoạn này mới quan trọng. Mới mà tình yêu mới chớm nở thì hẹn hò sao? Dắt đi uống cà phê chị. Cũng nhưng mà đi lên đi về nó cũng khó lắm. Không sao đâu chị, sức trai đi được chị. Nhớ nha. Dạ. Mà phải ăn nhiều vô chứ đi nữa là ốm nữa đó. Sáng em lên 4 giờ mà đâu có sao đâu vậy. Ờ, cũng được. Không có đến nỗi nào, chị chỉ ngại là đi xa đó, không biết có đi nổi hay không thôi. Khỏe mạnh mà. Rồi, để mình qua mình xem coi bạn gái. À, chào bạn. Ui, mà bây giờ thí dụ về Hậu Giang bạn có về được không? Ở đó có điều kiện để em phát triển thì em sẽ về. Anh mình lên dễ thương lắm. Thật dạ. Trai miền Tây thật thà lắm. Hậu Giang có dùng đất rất là mặn mòi.
Nay mình đi có ai đi theo cái... người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mấy đứa bạn thân hết chị. Mấy người bạn thân luôn. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi chào các em. Em là Thắm bạn của Huy. Em thấy anh này dễ thương. Huy cũng đang định tìm người ở miền Tây á. Cảm ơn mấy bạn. À dạ. Sao vậy? Tại sao tìm người miền Tây? Ý là dự định thôi. Huy thích người miền Tây. Vậy hả? Nãy giờ thích người miền không? Tây hả? Sao nãy giờ không chịu nói? Sao nghe giới thiệu miền Tây không mừng gì hết vậy? Còn bạn có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn thân của em học chung cấp 3. Bạn Linh. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh chị ạ. Bạn thân hả? Từ cấp 3 luôn hả? Dạ. Ở trong nhóm có ai để ý bạn của em không? Dạ không ạ. Có thì không nói đi. Dạ không, bạn ấy chỉ quen bạn ở ngoài thôi ạ. Không quen trong công ty luôn hả? Công ty thì em không biết, bởi vì em học 4 năm trên này. Còn bạn thì học ở dưới Cần Thơ nên em không chắc ạ. Không có chắc. Tính tình bạn em được không? Trong cái thời gian chơi với nhau thì theo em là rất là được ạ. Còn lúc không chơi thì không được đúng không? Không, em nghĩ đối với người ngoài nhìn vô thì cũng rất là có thiện cảm ạ. Bạn bên đó làm sao? Dạ, theo em thì bạn bên này nhìn rất là dễ thương và có vẻ là rất là hiền lành. Em nghĩ là hai bạn có vẻ hợp với nhau ấy ạ. Đúng rồi. Có vẻ là hợp với nhau, chúng ta gặp mặt sẽ biết hợp hay không. Rồi, kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào em. Mình còn có quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Anh có một cái khăn tròn ha, tặng em. Quá chu đáo luôn. Ủa, này thấy tặng rồi mà. Ồ quên. Tặng lại bạn. Ủa, mình tặng khăn có ý nghĩa gì không vậy bạn? Có chị, cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái khăn nó thay mình mà mình lúc mình xa á chị, thì giữ ấm cho bạn gái của mình, giống như là cái tình cảm mình lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái mình hết. Hiện tại là công việc của bạn là ở dưới quê hả? Không, cái đó là do công ty điều mình đi mình làm thôi, làm xong rồi mình về, mình lại Sài Gòn chứ không có. Vậy là hiện nay đang ở Sài Gòn. Đúng rồi. Ở bạn ở quận mấy? Ở quận 7 ở đường Quỳnh Tấn Phát á. Ồ, mình đi làm ở đó đó. Nhìn mình bạn thấy sao? Thấy nhiều sợ quá. thấy sao? Cười hoài vậy? giống Lee Minh Ho không? Không giống lắm. Cũng có chút Hàn Quốc chứ bộ. Quan niệm về tình yêu của bạn như thế nào? Mình thì khi yêu á, nói chung là đừng có làm lố quá, thể hiện vừa thôi. Chứ mình không thích kiểu mà làm lố quá, yêu đương rồi tùm lum hết rồi khi mà cưới về thì bỏ bê thì mình không thích. Không có thì yên tâm đi, mình không có bỏ bê đâu. Bạn có biết giặt đồ không? Mình ghét nhất là giặt đồ. Nhưng mà đồ của mình thì không sao, đồ người khác mình ghét. Tại vì mình mặc khi nào mà hết đồ còn bộ cuối cùng rồi mới giặt. Có nghĩa là một tuần đồ ở trong phòng là gom mặc hết rồi dục đóng đó. Mà lỡ mà trời mưa một cái nữa là lựa bộ nào mà còn sạch như mặc lại vậy... Mưa là khỏi bận. Vậy gom đồ trong nhà vậy nó dơ, nó bay mùi sao? Bốc tại, mùi tại sao? Tại ở con mình, mùi của mình không sao đâu. Trời ơi. Sao chuyện nói trời. Coi như là tuần mới giặt một lần, tắm cũng tuần mới tắm một lần. Dạ không, em tắm kỹ đó. Em tắm tới hơn nửa tiếng là ngập. Hơn nửa tiếng là tắm cho mấy ngày á? Một ngày tắm 3 lần. Làm gì ngày tắm 3 lần, lần nửa tiếng? Dạ tại em thích chơi bốn chuyện lắm chị. Rảnh là em hay đi chơi bốn chuyện. Chơi xong rồi về dơ á chị, mình phải tắm. Ủa mà công việc của bạn có bận rộn lắm không? Cũng bận rộn nhưng mà vẫn có thể dành thời gian cho bạn. Bạn nhìn mình bạn thấy sao? Cũng chưa có cảm nhận gì nhiều. Chơi miền Tây mà, ai nói thích chơi miền Tây mà. Thích nhưng mà trong cái tưởng tượng của mình nó khác. Tưởng tượng sao? Tưởng tượng trai miền Tây là sao? Tưởng tượng mấy anh miền Tây hiền lành, thật thà, chất phát. Còn bạn thì cũng có quẻ là miệng mồm. Thì từ từ sẽ biết thôi, từ từ thì khi có thời gian hẹn hò thì bạn sẽ biết cái chân thật như thế nào chứ. Ví dụ một ít thời gian vậy thì cũng không thể nào để thể hiện hết được. Hát một đoạn nào đó gây ấn tượng đi bạn trai. Dạ. Em xin hát cái bài Nếu được làm người tình. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng với môi hôn. Xin gió xa xin đừng đùa lan xa tuyết trắng,
trên đôi má em hồng. Thế nào ngọt không bạn gái? Cũng được. Có thêm được điểm nào sau khi hát không? Rồi, thôi bây giờ mình quyết định nha. Đến thời khắc quan trọng. Quyết định xem từ nãy giờ mình trao đổi mình có cảm nhận gì hay chưa, trong người mình đó có cảm xúc gì hay chưa, và quyết định có cho nhau một cơ hội để hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm? Do là em muốn kiếm một tìm một người gọi là em tiến tới hôn nhân, mà em thích một người chững chạc hơn, chững chạc. Đàn ông hơn. Đây không phải đàn ông hả? Đây cũng chững chạc mà. Dạ, nhưng mà chưa đủ. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Dạ thì em cũng cảm thấy hơi buồn, tại vì khi mà mình lên đây thì mình đã cho chính bản thân mình cơ hội. Mình kỳ vọng rất dạ, nhiều. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bạn nữ nói bằng cái cảm nhận đó thì mình cũng không có thể nào mình nói được. Tôn trọng quyết định dạ, bạn ấy. Không sao. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.